Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phúc Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn, đó chính là anh Mr. Dịch, Camui và Sammy. Xấu ơi là xấu, xấu quá, xấu như bà chàng, xấu như là con heo. Không nói cái gì. Ok bạn ơi, thì cái bên mình là Sammy xinh gái nha bạn nha. Chứ không có xấu nha. Chính xác, khắp nơi đồ á. Mấy bạn yên tâm đi, mình vẫn ổn, mà vẫn ổn, không sao đâu. Ok, và ngày hôm nay nữa bạn ơi, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tranh mấy bạn ạ. Tèn lên lên tèn. Nhưng mà cái vẽ tranh ngày hôm qua hôm nay không phải là vẽ tranh bình thường đâu nha. Mà hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh hero team, vẽ tranh ảnh dìm và ảnh đẹp mọi người ạ. À, đó, nghe hấp dẫn không, mà vẽ ảnh của hero team á bạn. Đó, thì ngày hôm nay á đã nói rồi, mini game nào cũng sẽ phải có hình phạt đúng không bạn? Và hình phạt cho cái lần này, nếu như cái người thua cuộc thì sẽ bị phạt cái gì? Thì đó chính là giống như trên tiêu đề thôi. Thì hình phạt dành cho cái người thua cuộc các bạn, đó chính là phải ăn 10 viên kẹo thúi. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Đúng rồi. Thúi một luôn nội, cho ăn viên là đủ thúi để ăn 10 viên thúi 10 lần hả? Đúng rồi, phải mình phải ăn 10 viên kẹo thúi. Khoan, cái này tính điểm sao, Cái này tính điểm sao hả? Tính điểm theo kiểu là bây giờ chúng ta sẽ bình chọn, chúng ta sẽ vẽ ra, sau đó bốn người bọn mình sẽ cùng nhau bình chọn. Cứ gọi là chọn cho ai được nhiều phiếu hơn thì chúng ta sẽ đặt cho người đó một viên kim cương. Lại đây sao? Bây giờ là chị em mình như thế này, là bây giờ tất cả mọi người đều không vote cho Phong. Là Phong thua cuộc, là Phong luôn. Ok bạn ơi, mình tuyên bố Camui là người thua trong trận này nha, không cần chơi luôn thua nha. Ok, mình sẽ đấu đôn của quyền. Ok, vậy là vậy, chơi ăn gian, chơi mà chơi gọi là đồng bọn với nhau vậy, chơi làm gì nữa. Mui, tôi nói bà nghe nè, bây giờ đố Phong Cận dám vote cho Sammy là phải xấu á. Rồi, em vote luôn á. Xấu là xấu, đẹp là đẹp. Em muốn vote là em vote, chứ em không có giống như anh đâu. Vậy là anh là cái đồ sợ con gái không? Em là một khi thấy xấu là em vote xấu. Không có chuyện mà gọi là Mui coi clip TikTok trên channel của Hero Team chứ. Có đứa không dám gọi là gõ đầu người khác, mà để người khác gõ xong hôm nay nó nói tôi là em ngã đường thể con gái. Hay quá. Thôi không nói nhiều, nói chung á. Nói chung á, cái trò này là một cái trò công bằng nha các bạn nha, cho nên là phải chơi đấy. Công bằng, không có được gọi là chơi theo kiểu chị em hay là hội anh em chọn cho nhau, không bao giờ có chuyện đó nha các bạn nha. Phải chơi công bằng đấy. Thì để xem coi ai sẽ là người phải ăn kẹo thúi trong trận ngày hôm nay đây. Bắt đầu thôi nào. À mà khoan, đã quên mất các bạn ơi, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy gọi là xem video nhiều nhiều để cho mình có tiền mình mua thuốc, mình chữa lại cái con mắt của mình nha các bạn. Mắt mình giờ bằng tiếng rồi. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào mọi người ơi. Let's go. À, bên bên này đúng. Let's go. À mà khoan đã, bây giờ chúng ta phải chọn cái người đầu tiên mà chúng ta vẽ nè, thì ai xuân phong lấy khuôn mặt xinh đẹp của bản thân ra để cho người khác vẽ nè. Ai đây? Xin nhà Phong rồi. Bạn Phong Cận đi. Rồi ok, được. Vậy thì bây giờ tôi sẽ là người vẽ cái khuôn mặt của tôi đầu tiên nha bạn nha. Đó, ok. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy hình của tôi ra nè. À quên, đầu tiên sẽ là hình đẹp trước, sau đó là đến ảnh dìm nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ hình đẹp của tôi vô trước nè. Trời, hơi bị đẹp trai nha. Trời ơi, mấy bạn ơi, không biết ai mà đẹp trai dữ vậy trời. Đẹp ơi là đẹp luôn á, đẹp từ ngoài đời thật cho đến trong game. À trong game giờ hết đẹp nha các bạn nha, bị đánh bầm con mắt rồi. Ở trời, nhìn ai mà đẹp trai dữ vậy trời, tôi không nhận ra tôi luôn các bạn ơi. Trời, nhưng mà mấy bạn fan chắc chắn sẽ nhận ra. Ui, hơi bị đẹp trai luôn nha bạn. Ơi Sam ơi, Sam thấy Phong đẹp trai không Sam? Ồ, tấm này ai với vậy Phong đâu ta? Tấm trời này là mình chụp. Làm sao mà nhận ra được? Phong bây giờ đẹp trai như tài tử Hàn Quốc gì đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vẽ nha mọi người. Thì ai mà vẽ em đẹp hơn thì em sẽ chấm cho người ấy một điểm nha. Ok rồi. Phong là người chơi công bằng đó mọi người. Đúng rồi, em chơi công bằng mà, chỉ cần vẽ em đẹp trai là sẽ được một điểm nè. Bây giờ nè, dịch nè. Dịch đây, dịch cầm cái bút nè. Mẹ gì ta, Camui nè, Camui cầm cái bút nè. Sam. Bút của Sam nè Sam. Tôi có bút rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vẽ nha mọi người, để coi ai vẽ tôi đẹp trai hơn nè. Trời, tôi nhìn tôi muốn vẽ tôi luôn á mọi người. Ok rồi, bắt đầu nha mọi người nha.
ok go. Ok tưởng gì chứ vẽ này dễ. Dễ ok, mà bây giờ mình sẽ chui vô đây nè. Phong ơi. Vậy chị ơi, Phong còn muốn em trở thành đẹp trai hơn nữa. Hơn. Được chị, trời ơi, càng đẹp trai càng tốt chị. Em hơn chị thích hơn, càng đẹp trai càng thích. Ok em nha. Trời ơi, chị em mình phải tự nghĩ cho nhau rồi đúng không? Ok, và sau 30 phút vẽ tranh thì bây giờ cuối cùng bọn mình cũng đã vẽ xong rồi nè các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chấm điểm thử coi mọi người vẽ tranh của mình như thế nào nha. Khuôn mặt của mình rất là đẹp trai nhưng mà mọi người vẽ như thế nào mình chưa biết. Rồi ok, bây giờ nè mọi người phá cái màn ở đi, phá cái màn ra. Chấm từng điểm, chấm từng người. Ủa chấm hết luôn hả? Bây giờ mình phá ra để mình chấm từng người chứ. Rồi ok, đầu tiên là Camui nè. Ôi trời ơi, tôi hồi hộp muốn xem tranh của Camui vẽ tôi bạn ơi. 3 2 1 vô. Ủa? Ủa gì? Cái gì vậy? Trời ơi, cái áo của Phong. Áo của Phong cần gì vậy? Mấy con vuông nó bả, nó bám là người Phong cần gì? Trời ơi, sao? Trời ơi, cái này là Loan, cái này là Loan đúng rồi mình đi. Trời ơi, bạn ơi, tôi bây giờ bạn chàng giúp mình hai cái hình này của mình với lại cái hình ở ngoài đời thật của mình để xem coi là cái hình nó giống nhau không nha bạn nha. Đấy, trời ơi. Cái gì vậy? Mắt lẻ, trời mắt kính gì mê lem mắt kìa. Ừ, đúng rồi, Sammy nói để ý nè, sao cái mắt của em lé vậy Mui? Mui. Cái mắt em lé đúng rồi, có gì ngoài lại mắt em lé mà. Trời ơi là trời, thiệt luôn á, em ngoài đời đâu có bị mắt lé đâu, thiệt luôn á, Mui đúng thiệt là quá đáng thật sự. Rồi ai ok. Bây giờ chị hỏi em là sao? Phong chị hỏi em nè. À? Bây giờ em bị Sam quýnh đúng không? Thì mắt em có lé không? Có, đúng rồi nè. Ủa nè, mặc dù Sam quýnh em nhưng mắt em chỉ bầm thôi chứ không lé nha. Đây bây giờ em đổi skin lại nè, đó, em hồi bệnh nè, đó không? Đó em hết bệnh rồi nè, đó, giờ là hết lé được chưa? Rồi coi chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh của Sammy nha các bạn nha. Thì Sammy okay. Thì mấy bạn cũng biết Sammy là bạn gái của tôi. Thì tôi nghĩ là chắc Sam sẽ vẽ tôi đẹp trai lắm các bạn ạ. À. Ok xem nào. Yo! Oh my god. Oh my god. Không đúng. Tôi thấy sai, đầu tiên là cái tóc của Phong kia là chỏm đen mà chỏm đen đâu. Thứ hai là áo của Phong là áo loan nha, áo này là áo một màu rồi, sai rồi. Thôi sai, thôi sai thôi rồi. Không có nói nhiều chị ơi, em thấy đẹp là được, mấy bạn có thấy đẹp không bạn? Ôi khoan từ. Gì vô lý vậy? Ủa? Chúng ta đâu vẽ là thật thì chúng ta phải vẽ làm sao nó thật chứ bộ. Mọi người nhìn nè, Sam vẽ có layer mặt góc tối góc sáng là ghê không? Đúng rồi, mặt góc tối góc sáng cái kiểu luôn nè, bạn editor ghép cho mình nha. Đây bây giờ bạn editor ghép cho mình một cái ảnh đời thật của mình với cái ảnh này ở kế bên nhau nha, để cho chúng ta thấy được là cái độ đẹp khi mà Sammy vẽ mình nha bạn. Trời ơi, tôi hời luôn á, vẽ đẹp quá là đẹp luôn, 10 điểm. Rồi ok, bây giờ tới lượt tôi không đến cỡ nào đó để tới lượt bức tranh tiếp theo sẽ là bức tranh của Mr. Dịch nha bạn nha. Thì tranh của mình thì bạn cũng thấy rồi, cho nên giờ chúng ta sẽ coi tranh Mr. Dịch trước nha. Ok, 3, 2, 1 vô. Đẹp trai quá. Cái gì vậy? Ủa? Ủa? Ai anh vẽ ông kệ cái gì sao nhìn đúng vậy? Chân dung nha, vẽ chân dung là Phong nhìn nè, đó em nhìn thấy không? Đeo kính nè, đó đúng chuẩn chưa? Kính nha. Tiếp theo nữa là môi hồng nè, đó ghê chưa? Tóc đúng màu. Nhưng mà khoan, từ trong ảnh là em nó có nhe răng em cười đâu mà sao trong đây nó lại nhe răng ra nó cười. Thì mọi thứ nó tuyệt vời hơn em hiểu không? Nên là anh tự vẽ cho em cười nhe răng không? Trời ơi thiệt luôn á, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, cái bức tranh mà mình thề luôn á là mình không nhận ra mình thế à. Trời ơi, vậy gì đây? Không, chị biết cái này là gì rồi. Sao đây chị? Là Phong cận the killer. Ừ, không. Biết không, đúng không? Em không phải là chị nhận ra gì rồi. Đây là mình vẽ Phong cận theo style gọi là hockey gì nè. Lớp không? Trời ơi. Này gì vậy? Ok, giống. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức tranh của mình nha các bạn nha. Ok, bức tranh của mình nè, let's go. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây là bức tranh của em. Đẹp không? Vậy? Ta không biết nói gì vậy ta. Tranh gì lạ lắm. Thì bây giờ nè, xấu mà nó cũng chưa được đến mức đẹp á mọi người. Bây giờ nè, mình sẽ để cái hình của mình như thế này nè, đó. Rồi mấy bạn editor ghép cái hình của mình ở kế bên đó, bạn có thể thấy đó. Y hệt luôn như hai giọt nước, quá đẹp trai. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm nha bạn nha, để coi ai bình chọn cho ai nè. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi thì bây giờ mỗi người trên tay là một viên kim cương nè. Bây giờ mọi người chấm điểm đi. Bây giờ riêng em nha, là em thấy là tranh của Sammy là đẹp nhất, cho nên là em sẽ bình chọn cho Sam nha bạn. Ok rồi, bình chọn cho Sam nè. Rồi đó, tới lượt mọi người bình chọn đi. Rồi, vui đi. Đến Mui đi, Mui thì thật ra là Mui cũng mặc dù là chê thế thôi, chứ còn chị em tôi vẫn là vẽ đẹp nhất nha. Ok rồi, Sam ơi, được thêm một điểm nữa. Tới lượt Dịch nè. Dịch kìa. Là anh nhận xét một cách công bằng nè. Một bức tranh là nó phải làm cho gọi là chỉ ra mọi thứ nó trở nên đẹp đẽ hơn nè. Còn lẽ thì phong cảnh là nên anh tự vote anh đẹp nhất. Ê, này không được. Không tự chấm cho bản thân được. Ê,
ơi, không được chấm cho bản thân được. Anh phải chấm cho mọi người hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Để xem lại lần coi. Ai đẹp nhất, ai đẹp nhất? Trời ơi, mình công bằng để mà chấm điểm ấy. Sao đẹp nhất không ạ? Không phải Phong. Ok, không sao. Ủa thì mọi người, mọi người cũng có được điểm nào đâu. Mọi người cười em. Phong ơi. Có khi là chúng ta chơi xong á, xong rồi tất cả mọi điểm đều vào Sam hết. Những người khác đều là không điểm không? Ờ tất nhiên là chị. Tại vì em chắc chắn là Sam người dễ đẹp nhất rồi chứ. Bọn mình tuổi gì. Ok, rồi thôi nha. Ok, mình chơi em gì nữa. Chúng ta bắt đầu rồi là những người khác ăn mỗi người 10 viên gạo thúi đi. Không sao, không sao. Bởi vì còn ảnh Diềm nữa. Ảnh Diềm thì mới đặc biệt. Ảnh Diềm là ai dễ xấu nhất là được điểm, hiểu không? Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo là màn ảnh Diềm của Phong Cận nha bạn. Let's go. Xong ảnh Diềm tiếp theo của tôi xin giới thiệu mọi người. Tên Phong Cận MC đó. Chúng ta chỉ vẽ là vẽ cái khuôn mặt thôi chứ không cần vẽ gọi là cái người đâu, vẽ nguyên cái người có hay mờ mà. Đúng rồi, vẽ chân dung thôi đó. Ok. Không ơi, gì tôi vẽ body của Cộng thêm miếng nào không để tôi biết tôi vẽ gì. Bà có vẽ. Ok rồi, vô nè, bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nha mọi người nha. Thì cái bước vẽ thì mình sẽ tua nhanh nha bạn. Ok, bắt đầu nào. Let's go. Rồi, bây giờ đã xong rồi nha bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh của người đầu tiên. Thì lần này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Mr. Dịch nha bạn. Gì chứ riêng về ảnh Diềm á thì Dịch dễ đỉnh lắm mấy bạn ơi. Không, biết sao ông này ông Dịch chỉnh quá trời đất luôn. Ông Dịch, cô nói là cố gắng chỉnh cho Phong đẹp trai á. Này ông đó, nói vậy á. Ok. Anh này, không biết đâu, anh có một cái biệt tài đấy là anh càng cố gắng vẽ chi tiết á thì càng xấu. Rồi. Bây giờ để em xem thử nha. Rồi cái bây giờ để mình xem cái tranh của Dịch vẽ mình như thế nào nha. Mấy bạn chuẩn bị chưa? 3 2 1 bắt đầu. Cái gì vậy? Mà kỳ nha, răng thưa nha, răng Phong Cận răng đều mà anh răng là răng em hơi đều nha Dịch. Sao tự nhiên Dịch vẽ sao lần nào Dịch vẽ em là cái răng của em nó cũng nhìn thấy ghê vậy, như bị sâu răng á. Nếu mà vẽ răng liền vào thì làm sao người ta nhìn ra từng cái răng được. Trời ơi, thiệt luôn á trời. Ok rồi, đây là tranh của Dịch nha bạn nha. Các bạn chấm cho tranh của Dịch bao nhiêu điểm thì nhớ biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh tiếp theo là tranh của Phong nha bạn nha. Thì chắc là mấy bạn fan cũng chưa xem tranh của Phong đâu. Bây giờ mấy bạn sẽ được ngắm tranh của Phong nè. Phong cần mài nước lắm, mấy vẽ chắc ghê lắm nè. 1 Vô. Wow, đẹp nha. Giống thật nha, cái này giống nha, cái này giống nha. Giống không, giống không? Giống không, giống không? Mới tội là sao nó hở lợi, nhìn lợi ghê ấy. Thì ở trong bức tranh của em mà cái răng em cũng hở lợi mà. Ủa không, mà chị nhớ là răng em là em làm răng là nó đẹp đẽ gọi là sắc cạnh lắm mà. Sao ở đây chị cầm xuống thế? Ăn cái mồm lên nhở, người ta ăn méo ra thì nó hở cái lời cái gì đâu. Mọi người để ý nè, tranh của Phong này là Phong vẽ hơi bị đỉnh nha, là nó có râu nè đúng không? Còn tranh của Dịch là không có râu nha. Dịch sai nha, Dịch thiếu cái gì tôi quên. Râu. Tranh của Phong là có râu đàng hoàng. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta đến đi. Tranh của Sammy các bạn nha. Ok. Ok. 3 2 1 vô. Wow! Đây phải tranh gì mau? Đây phải tranh gì mau? Sao đẹp quá vậy ta? Sao đẹp em quá vậy? Em vẽ chân dung á, không vẽ Diềm được không? Chịu à, chịu. Em vẽ chân dung à. Các bạn ơi, bạn nhìn là tranh của Sam hơi bị đẹp luôn chứ không có hơi xấu nha các bạn nha. Nhìn hơi bị đẹp đúng luôn á. Ok. Này, không được chấm điểm. Tới lượt tranh tiếp theo là tranh của Cao ơi. Để tôi đem tôi. Ta-da. Chị vẽ con gì vậy? Phong nè, Phong đâu? Nhìn sao nhìn nó teo vậy? Cái này giống như của con chibi á mọi người. Thấy nhìn mấy bạn, các bạn fan có nghĩ giống mình không chứ mình thấy bức tranh nhìn hơi bị dễ thương đó bạn, nhìn cute á bạn. Dễ thương hả? Dễ thương mà. Mấy gì mà sao lại dễ thương rồi? Mấy bạn fan cho bao nhiêu điểm của tranh từng người, bạn nhớ comment xuống bên dưới nha. Rồi cái bây giờ tới lượt phần chấm điểm của mọi người nè. Tôi cho Cam với Phong Phong nè. Dạ, cảm ơn Cam. Rồi tới lượt Dịch đó. Phong đẹp thật chị, trời ơi Phong nhìn đẹp mà, đẹp lắm luôn á. Tới lượt Dịch đó. Mình đang cần chôn sớm mà. Ủa cái này xấu mà chị. Ủa cái này đẹp lắm hả chị? Đẹp không? Nhìn nó không biết tại sao không? Tại vì nó giống với trong ảnh nên là nhìn nó đẹp. Tào lao, người ta vẽ gì người ta phải vẽ sao cho nó xấu chứ. Dịch chọn đi Dịch. Mình không được chấm cho mình đúng không?
Không được chấm cho bản thân, không được chấm cho bản thân. Không được chấm cho bản thân thì chấm cho ba người còn lại chả hả? Còn ba người còn lại thì chấm cho. Rồi bây giờ lại hỏi lại là sao? Ok, rồi. Giờ thì chấm cho ca mui đúng không? Ok, giờ chấm cho ca mui. Rồi ok, rồi bây giờ đến lượt ca mui á. Mình mặc dù người ấy chấm cho mình nhưng mà mình lại thích, thật ra mình thích bức tranh ở đây hơn. Cảm ơn mui, cảm ơn mui. Về rồi ok, tiếp tục mình nè. Bản thân mình á thì mình á, mình thấy rằng là Sam vẽ rất là đẹp nhưng mà mình lại thích bức tranh của Camui hơn tại nhìn nó khá là cute á bạn ạ. Đó, nhìn nó cute đúng không rồi, bạn? Rồi, không biết ai okay. Thua đó. Mình sẽ chọn cho Camui. Dịch chưa được điểm nào. Mọi người đã bỏ qua một danh họa. Có mắt thẩm mỹ của mọi người có vấn đề hết rồi. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với người phải vẽ tiếp theo, chính là Mr. Dịch nha bạn nha. Ok, let's go. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh của Mr. Dịch nha bạn nha. Thì đây chính là bức tranh mà mọi người sẽ phải vẽ Dịch nè. Đấy, cũng hơi bị đẹp trai luôn nha. Trời ơi, sao hỏi đẹp tôi ai cũng đẹp trai vậy ta. Ủa, đẹp trai mà, thấy cười đẹp mà anh. Trời ơi, răng đều phết nha. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vẽ nha mọi người nha. Bắt đầu thế nào, let's go. Ok, và sau 30 phút thì bọn mình cũng đã vẽ xong rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần review nha bạn. Mình đang không biết mọi người vẽ Dịch như thế nào đây. Để xem thử nha bạn nha. Rồi thì đầu tiên tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu từ bức tranh của Camui nha bạn. Thì tranh của Camui sẽ là bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ review nha mọi người nha. Bức tranh này anh sẽ tiết lộ cho Phong Cận biết là anh và Camui đã chơi thân với nhau 10 năm. Chắc chắn Camui với anh sẽ đẹp nhất luôn. Ok, rồi rồi, bây giờ mình mở nha. Ok, chúng bắt đầu nè, chúng ta 3, 2, một. Nhìn luôn mọi người coi được không? Ủa gì đây? Ủa? Ủa? Gì đã? Ủa sao cái đầu nhá xíu vậy? Không ơi, không ơi. Em nhìn cái tóc anh có khác gì cái đầu hói xong rồi đắp cái gì vậy? Đắp cái đồ vẽ lên. Đắp cái miếng mặt cái miếng ở nhà em. Cái miếng ở nhà đắp lên đó. Hay gì vậy? Gì vậy? Lúc già hỏi đồ rồi nè. Trời ơi, bạn ơi, đây các bạn nhìn đó, bạn so sánh giữa hai bức tranh nữa bạn. Cái là hình ngoài đời thật nè. Trời ơi, trời. Em nhìn cái tóc anh kìa. Người ta bảo là chán cao, đàn ông chán cao gọi là gì ta, gọi là trông sáng sủa bá vẽ thành đầu hói luôn rồi. Mọi người ơi, mọi người nhìn lại đi, vịt hói thật mà. Đâu, vịt hói thật mà. Nhưng mà nè, như thế kia người ta nhân tướng học của đàn ông, bà kêu mình, bà vẽ luôn mình thành cái đầu gọi đầu chọc luôn rồi, đắp cái vẻ lên à. Nè, bây giờ em nói mua nghe là đầu tiên nha, thì giống như Dịch nói á, là nhìn Dịch giống như bị hói vậy á, mà đắp cái đùi vẽ lên trên đầu nè. Tiếp theo nữa nha, là vẽ đẹp hơn đầu Dịch. Tại sao vậy? Tại sao cái đầu Dịch bé tí tẹo vậy? Dịch ơi, bộ đầu anh bị teo à? Teo à, trời ơi, không có não, không có não nè. Em nhìn cái đầu anh mà nó to bằng đúng cái bàn tay anh luôn á. Okay. Thì đây chính là bức tranh của Camui, thì bạn hãy chấm điểm cho bức tranh của Camui nha. Rồi okay, bây giờ chúng ta sẽ đến với bức tranh tiếp theo, bức tranh của Sammy. À, anh yên tâm đi, Sammy dễ đẹp lắm, anh yên tâm rồi, Sammy thì có hy vọng, có chút hy vọng. Không sao, em 3, có hy vọng. 2, 1, bắt đầu. Okay. Rồi xong mất tóc luôn. Ủa sao không có tóc luôn vậy? Rồi chuyển sang màu xám. Trời ơi, trời. Sao mà em biết tại sao em cười chị chưa? Tại vì chị biết là cái màu xám khi vào cái nền này là nó bay mất ra. Em cười chị đi. Đây là một màu tóc rồi. Dịch ơi, bây giờ là nhìn là không chỉ là không có tóc đâu mà cái đầu anh nó còn bị mất tóc mà làm mất nửa cái đầu luôn. Chị còn thấy tóc nha, của em là không thấy tóc luôn nha Sam. Cái tranh Sam với anh nhìn cái đầu anh trông có khác gì cái miếng bánh quy bị người ta gặm mất miếng. Giống này. Ok. À Sam sửa nè, Sam sửa nè. Rồi về tranh hình giống hình của má anh luôn nhưng mà hình anh nữa. Trời ơi. Ok bạn ơi. Thì đây chính là tranh của Sammy vẽ Dịch nha. Nha. Rồi các bạn chấm bao nhiêu điểm thì nhớ comment xuống bên dưới nha. Rồi ok. Tiếp theo sẽ tới lượt bức tranh của Phong. Dịch ơi yên tâm đi, tranh của em dễ đẹp lắm, anh yên tâm nha. Ok, mọi người sẵn sàng chưa nào? 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Giống không? Giống mui, giống mui. Giống chỗ nào giống vậy? Giống cái con gián tiền hóa ở trên mặt trăng. Em đọc cũng cái bộ chuyện mà con gián tiền hóa không giống hệt. Trời ơi. Mình thật luôn đó. Cái này là giống bà ngoại mình luôn ấy, không giống mình hết trơn. Ừ nha, sao Dịch nói em ơi đây. Nhìn có khác gì cái búi tóc không? Đây đây mọi người nhìn nào, tôi chỉ cần vẽ thêm một cái đường này là giống bà ngoại tôi không? Ơi, chết luôn. Ủa, sao vẽ bà ngoại Dịch vậy?
Tôi không biết nữa, tại sao tôi vẽ mất tới dịch xong giờ thành bà ngoại của dịch luôn bạn. Nhưng mà giống mà. Nè, em nói nghe nè nha. Thứ nhất nha là cái tóc của anh màu xám, đúng màu xám nè, đúng không? Mắt anh đang cười, đang nhắm mắt lại đó, mắt cười nhắm mắt lại nè, miệng cười nè, đó miệng cười nè, đúng không? Trong đây cũng có cái miệng mà cười. Cái mặt của anh nó vi lai chứ đâu phải như cái chai bầu. Mẹ ông, nói chung là bức bức tranh này là vẽ bà ngoại tôi, giống bà ngoại tôi 100% nha anh em. Tôi công nhận nha. Rồi, tới là bức tranh của dịch để coi dịch tự vẽ bản thân của dịch như thế nào vậy nha. Vô nào. Ủa, sao da 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 dịch lại vậy? Trên kia da trắng mà sao dưới này da nâu nâu vậy? Sao quá là kẻ sáng là cái màu này nó không được chuẩn á, nó đâu có đâu. Vẫn vậy mà. Sao mà tôi thôi ok thôi cũng được. Nói chung mới là tranh dịch vẽ thì thứ nhất tóc cũng vẽ đẹp nè, mặt cũng đẹp, nhưng mà răng lại tiếp tục là răng nó hơi thưa dịch. Cái gì? Răng nó hơi kỳ kỳ. Ok mà nhưng mà dịch răng thưa mà. Thôi không sao, nhưng mà nói chung là bức tranh thì cũng khá là đẹp. Mấy bạn chấm cho tranh của dịch bao nhiêu điểm nhớ comment xuống bên dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần chấm điểm nào, mọi người chấm điểm đi. Thì em là thấy dịch là vẽ đẹp nhất, em sẽ chấm cho dịch 1 điểm. Tôi cũng chấm dịch. Cái này mình vô đây rồi, bởi vì sao? Các bạn biết không, ca mui là vẽ gọi là con tinh tinh nè. Đấy, Sammy thì vẽ hành mẹ mình má mình nè. Còn Phong Cận vẽ bà ngoại mình, chỉ có mình là vẽ mình thôi anh em. Ok, không nhớ thôi, bắt dịch đi. Cô sẽ chấm cho Sam. Ok, chấm Sam nè. Dịch Sam chấm trai. Đây, dịch đi, dịch đẹp hả? Mui đâu, mui chơi cái mặt xíu. Mui đi à. Ok bạn. Ủa ơi, từ nãy đến giờ mỗi người một sở thích riêng, người ta thấy người ta chấm Sam chứ chẳng em mình thấy Sam đẹp mình lại chấm cho bạn. Ok bạn ơi, thì bây giờ Sam á là đã được 4 điểm rồi nè, còn những người còn lại đều được 2 điểm, vậy là bằng nhau hết trơn luôn các bạn. Ok rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ảnh diềm của dịch nha bạn nha. Bắt đầu nào, let's go. Rồi. Ok các bạn. Quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh diềm của dịch nha bạn nha. 3 2 1 tên tên tên. Mọi người ơi, tự nhiên này tôi quay video hơi nhiều, mọi người tôi hơi mệt đấy. Đúng đây, vẽ là bao mệt chứ mình không mệt nha, cái này là đỉnh nha, cái này là đỉnh nha. Ok. Vẽ là bao. Mình quay video nha. Mình cũng phải giữ thể diện nhau xíu hay làm gì vậy? Đâu, em thấy đẹp mà dệt, cái này là ảnh đẹp mà. Cái ảnh này em đăng lên avatar của em á, căng lắm thì được 5.000 like. Mà em đăng lên YouTube nó lên hàng trăm nghìn lượt xem thì chết. Ok, không sao. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ ảnh diềm của dịch các bạn. Và mình sẽ quay lại sau khi mọi người đã vẽ xong nha. 3, 2, 1, bắt đầu ơi. Rồi, ok các bạn ơi. Rồi. Từ nãy đến giờ mình vẽ mình cứ cười hoài luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh tiếp theo của dịch và ảnh diềm nha bạn nha. Và người đầu tiên là chúng ta sẽ xem đó chính là mình nha bạn. Ok, từ nãy giờ là chưa xem mình đầu tiên nè. Bây giờ người đầu tiên sẽ là mình nha. Mấy bạn fan có đón ra được Phong sẽ vẽ dịch đẹp trai như thế nào không bạn? Xem nha. Đẹp chưa nào. Rồi, ok mọi người chuẩn bị nha. Rồi, vô đây cười bé bụng nè. 2, 1, tên 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 tên. Trời ơi, hôm nay em bé bà ngoại anh về em qua với em nội anh luôn á. Hợp lý nha. Ủa gì vậy mà mọi người nè, bây giờ sao? Đây đây, đây mọi người. Con bẻ lên sờ họ người ta không vậy? Để hết bà ngoại em nè. Người ta giống khác gì con cá mập không? Mọi người nhìn nè, bây giờ mình để hai bức ảnh cho mọi người so sánh nè, đó thấy không? Y hệt nhau luôn, khác chỗ nào đâu đó. Trời ơi. Đây là đều là khác nha mọi người nha. Sao Phong bé thì gì mà cũng trông răng cá mập bé. Ủa sao không ơi, ông vẽ cái mồm giống như mồm này không đẹp bằng mui rồi, mui đẹp hơn nha. Ok, đẹp hơn. Đó thì mấy bạn fan chấm điểm cho bức tranh của mình bao nhiêu điểm bạn nhớ comment. Trời ơi, tưởng gì, tôi tưởng gì quá bình thường, cái gì đâu. Ok rồi. Rồi. Bây giờ người tiếp theo sẽ là Sam mui, nha bạn nha. Mui đi, okay. mui đi. Thôi Sam, phải coi Sam trước chứ. Rồi ok, chuẩn bị nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức tranh của Sam. Tôi lột xác rồi, tôi lột xác. Mặt này là mặt Pennywise à? Trời ơi. Chết chết chết. Ê sao cái này tôi thấy ai cũng xuất sắc của ta khó bình chọn luôn vậy? Thì lột xác không? Tôi ai cũng đẹp à. Ê tôi nói tôi lột xác rồi mà mọi người không tin. Tôi nói rồi, tấm okay. Nhà tôi đây tôi đẹp lắm. Rồi, mấy bạn chấm điểm vào bức tranh của Sammy được bao nhiêu điểm mấy bạn? Lột bạn xác liền. Chấm nha. Okay. Nè, tôi vẽ từng cộng lông mày luôn á, tỉa đồ đó cho nó đẹp. Ok rồi. Đẹp. Nhưng mà cái môi nhìn môi thâm nè. Ô tôi em thâm quá trời đất luôn. Tôi thấy cái hình nữa thâm quá, tôi vẽ cho nó thâm cho giống. Đó hiểu không? Ok thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức tranh tiếp theo của ca môi nha bạn. Môi nè, môi nè, môi nè. 3 2 1. Vô.
Ủa sao giống em vẽ thêm hai cái xương bắt chéo là nó giống cái biển đầu lâu trên cột điện á. Không anh, em nhìn cái bức tranh này của Mui á, em có thể nhìn thấy rằng là nó chính là một trái bắp. Không ơi, nhìn giống cái dép không? Nhìn mặt cái giống cái dép kìa. Giống cái dép nhà tôi. Mọi người ơi, chắc là tôi nghĩ rằng là sau cái video này dịch sẽ gọi là mất hết tình cảm anh em với lại Hero Team mọi người ạ. À. Trời anh em nhìn cái này chết là việc quay YouTube của tôi đến đây là được rồi anh em. Tôi mai tôi xóa kênh. Clip sau dịch xin thông báo những người này sẽ bị đuổi khỏi team. Rồi bây giờ á mấy bạn chấm cho gọi là bức tranh của dịch bao nhiêu điểm, bạn hãy nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. À không, bức tranh của Mui chứ nhầm. Bức tranh của Mui nha. Ok. Tôi chưa thấy dịch đặc biệt nè. Bây giờ dịch tự bạn bản thân mình ra. Sẽ cùng nhớ đánh bức tranh của dịch. Để xem coi. Mít tôi dịch. Tự vẽ dìm bản thân thì sẽ nhìn như thế nào nha bạn. Ok, 3, 2, 1, vô. Ủa sao đẹp vậy? Sao đẹp vậy? Em vô lý lắm nha, hãy trên kia nó xấu như thế nào mà dưới này nó nhìn nó đẹp đẹp vậy. Ủa gì vậy? Ủa, chủ tòa chơi kì vậy? Trời ơi, con đánh like cho tóc kìa mọi người, đâu đầu tư quá. Đầu tư cho ta, trời ơi, nhìn hai cái y hệt nhau luôn. Rồi, ok. Em cá là ông dịch mẹ cái tóc nó hơi bị lâu nha. Mấy bạn chấm điểm cho bức tranh này của dịch bao nhiêu điểm thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok, đây là tranh của dịch nha các bạn nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đến với phần chấm điểm nào. Mình phải nương tay nhưng mà chứ còn mấy đứa khác nó vẽ cái mặt mình nó vẽ tới không xuất. Bây giờ á, bây giờ á mọi người ơi, chúng ta sẽ phải cho dịch chấm điểm trước phải không? Để cho dịch chọn có ai là người dễ dịch xong nhất. Đúng rồi. Rồi dịch chấm đi dịch. Chấm đi dịch. Đúng nhất hả? Ừ. Tôi nè sao mà rồi nhất rồi mới thăm đi ăn rồi. Nói chung là chấm xấu nhất thì mình sẽ chấm cho Phong đi, vì Phong vẽ ông nội mình rất đẹp. Ok, yeah, mình được dịch chấm điểm các bạn ơi, vui quá, bức tranh của Phong quá đỉnh. Ok rồi, đến lượt Mui. Đến lượt Mui chấm rồi. Mui chấm hả? Cho người vẽ xấu nhất đúng không? À đúng rồi. Không thể tự chấm cho mình buồn ghê á trời. Chấm đi chạy, chấm lên. Tí chấm gì tí em chấm tí. Ok Sam đúng không? Rồi ok. Lý do tôi sẽ chọn Mui tại vì là Mui vẽ giống cái dép nhà em. Cái gì vậy? Ủa thấy không? Anh chấm tôi Sam ơi, đập chấm Mui. No. Đây. Đó. Trời ơi, chấm cho Mui mà lại chọn cho dịch là sao? Ok rồi. Nói chung á là bây giờ á tôi nghĩ rằng cái người ăn kẹo thúi chắc là dịch rồi bạn à, tại dịch từ nãy giờ vẫn là ít điểm nhất các bạn hiểu không? Ok. Rồi. Dịch ơi, em nói dịch nghe nè. Từ nãy giờ á toàn là xấu lên. Từ nãy giờ toàn là ảnh dìm của em với anh không à. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh dìm của chị em. Vô nào. Sam chấm chưa? À Phong chấm chưa? À khoan, hình như em chưa chấm. À quên. Đúng rồi. Ừ rồi. Em chấm cho Sam nha. Tại thấy Sam đẹp hơn. Đây. Ok đẹp rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh dìm tiếp theo là ảnh dìm của Sammy. Đây. Cái hàng trầu tấm gì trời. Ảnh đẹp trước chứ. Phải ảnh đẹp trước sẽ mới ảnh dìm nha các bạn nha. Ok rồi, vô nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh đẹp của Sammy nha các bạn nha. 3, 2, 1, vô. Tên đó, mấy bạn thấy gì chưa? Bắn tim luôn à, bội mà sao cái tấm này không thấy tính luôn hả? Không phải kiếm mấy cái hình nào mà kiểu người ta chưa xuất hiện lần nào chứ mấy cái hình này nhiều xuất hiện nhiều lắm rồi không? Ủa, em thấy cái hình này á nha là em đăng Facebook đẹp có một rồi. Lần thôi á chị, chứ đâu có xuất hiện nhiều trời. Đó, cái ảnh này là ảnh trên Facebook của mình đó bạn, mà mình thích cái tấm này nhất. Chị không bảo là tấm này tôi đẹp nhất nha, bây giờ tôi cắt ngắn rồi, rồi tôi xấu rồi đúng không? Không. Sam của Phong lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Ok. Sao đi, tao tóc ngắn lên, tao tóc dài. Lại dài đó là tao tóc dài hơn. Rồi ok, bây giờ chốt lại là bây giờ mình vẽ rồi chân dung hay là vẽ nguyên à? Ok, bây giờ mọi người muốn vẽ nguyên người cũng được mà vẽ chân dung cũng được. Đó, nói chung là bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vẽ để coi ai sẽ là người vẽ đẹp nhất nha các bạn nha. Ok, bắt đầu nào, let's go. Rồi, và bây giờ mình cũng đã vẽ xong rồi các bạn ơi. Tính ra là các bạn xem cái video này á là các bạn không cần xem cái đoạn mà mình vẽ luôn, các bạn chỉ cần coi cái đoạn mà mình vẽ xong thôi, vậy nó mới thú vị đúng không các bạn? Nó mới vào thẳng vấn đề. Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái người đầu tiên mình nghĩ sẽ là mình đi. Đó, hợp lý không các bạn? Đó, mình là bạn trai của Sam mà. Cho nên là mình sẽ người vẽ rất là đẹp. Ok, rồi bây giờ. Đúng rồi. Hello team và các bạn fan hãy cùng nhau xem thử bức tranh mà Phong vẽ nha. Rồi sao tự nhiên chưa gì mà Sam cầm cái cây to đùng vậy sao? Không, cái này là cái cây vậy tôi gọi là chấm điểm vậy không? Đây là cái bút của tôi. À, ok, ok. Cái bút rồi, mấy bạn chuẩn bị coi đi nha. 3, 2, 1, tên, tên. Ủa gì vậy? Sao đóng lại rồi? 3, 2, 1, tên, 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 tên. Bùm. Đẹp chưa? Ủa? Ủa cái nhà ông không? Hả?
vậy? Ông vẽ ai vậy? Tôi vẽ Sam đó. Ông vẽ ai hả? Mắt long lanh kiểu vẽ giống như anime, gái anime á. Đúng rồi, à, nhìn giống anime mà rõ ràng các bạn nè, mắt long lanh nè, môi hồng nè, đó chung điểm đúng không? Không, không, à, không. Sao chị? Em nhớ ngày xưa khi mà mình học cấp 1, cấp 2 á, thì cô giáo ra một đề bài là hãy vẽ cô giáo hoặc là hãy vẽ người mẹ thân yêu của chúng ta. Đúng rồi. Giống câu đây nè. Đúng rồi. Đây nè. Ủa, bộ em vẽ nhìn giống vẽ mẹ lắm hả chị? Đúng rồi. Đó. Không phải tôi rồi Phong ơi, à, cái trang má tôi được chụp ảnh là phải chụp cái tim nè, tim đó, bắn tim rồi nè trời ơi. Cái vậy mà cho tôi chi vậy? Thôi nói chung là trình độ tôi vẽ đến đó thôi các bạn ơi, tôi mà vẽ xấu quá sao mới đánh tôi á. Giờ tôi vẽ được đến đây thôi nhìn cũng đẹp mà đúng không? Rồi ok. Bây giờ như này được rồi, 10 điểm ơi. Bây giờ mọi người chấm điểm nha. Rồi ok rồi. Bây giờ tới lượt Sam đi, giờ mình sẽ xem tới lượt Sam để coi Sam vẽ thế nào nha bạn nha. Ok. Vẽ nhanh thôi, tôi vẽ nhanh thôi. Yo. Không đầu wow. tư. Không đầu tư. Tính ra là dễ không đầu tư mà đã đẹp vậy rồi hả? Hả? Ủa bạn nhanh luôn. Khi không biết khi làm đầu tư thì chúng ta sẽ bị dìm như thế nào đây? Ok, thôi được rồi. Nói chung á bây giờ Sam mà dễ thế này nè, các bạn hãy chấm điểm cho Sam nha các bạn nha, để coi Sam sẽ được bao nhiêu điểm nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta nhau đến với Camui nè, hội chị em nè, để coi hội chị em. Mua đi, mua bạn đẹp lắm nè, mua đi, mua bạn đẹp. Ok rồi. Thường tôi. 1 2 3. Tại sao mẹ ạ? Đẹp. Người ta vẽ hẳn cái máy ca caro nha. Vẽ đi, đủ body, đủ body, ok. Yeah, đẹp. Ok. Đây mấy bạn fan hãy so sánh giữa hai bức tranh nha các bạn. Đây, đó, đẹp chưa này. Giống giống cái tim, bắn tim đồ đó. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với dịch nha các bạn nha. Ok, đến dịch nha, để qua dịch mẹ. Đúng là thiên tài hội họa. Ê, tôi không biết là dịch vẽ xong rồi tôi nhìn tôi không nhận ra đây có phải là Sammy không nữa. Tôi nhìn ra này là hồ ly tinh đó chứ Sam gì trời ơi, nhìn mắt vậy. Tấm này hơi bị chi tiết nè, có váy caro nè, đó, màu chuẩn luôn, nó có kẹp tóc đàng hoàng đấy, miệng cười tươi, tay bắn tim, nó ghê. Rồi ok, thôi được rồi. Nói chung là các bạn fan chấm cho tranh của dịch bao nhiêu điểm nhớ comment xuống bên dưới nha. Bây giờ tới lượt phần chấm điểm của hai đội team nè. Ok. Chấm nè. Xin lỗi dịch nha, nhưng mà chanh của dịch đẹp thật ấy, nhưng mà Sam đẹp hơn cho nên em chấm cho Sam. Trời không, cái này chúng ta cần. Ê Sam cần vé đâu mọi người, Sam cần vé không? Vẽ okay. Hoài luôn. Tới lượt Mui, tới lượt Mui kìa. Sam cần vé không? Sao tôi Sam cần vé đi, đừng vé nữa Sam ơi. Rồi ok, ca Mui chọn cho Sam luôn, tới lượt dịch kìa. Rồi, anh à, anh thì anh thích cái tấm của Phong nhất, bởi vì tấm Phong nó nhìn nó cũng đẹp, khiến cho anh gọi là gì ta nhớ về cô giáo như mẹ hiền, đây là cô giáo hồi dạy lớp một của anh nhớ. Ok rồi, cảm ơn dịch, cảm ơn dịch rất nhiều. Rồi tới lượt Sam á, Sam ơi chấm đi. Em thích tấm Mui, tại tấm Mui nhìn cartoon lắm dễ thương. Ok rồi, vâng. Và Vịt vẫn là người thấp điểm nhất. Không sao, vậy ta cố gắng thôi Vịt ơi. Ok. Mọi người ơi, tôi vẽ xấu mà người ta cũng không chấm. Tôi vẽ đẹp người ta cũng không chấm. Tôi các bạn ơi, tôi chơi game làm gì ấy mọi người. Tại vì là anh vẽ xấu chưa quá xấu đâu. Anh phải vẽ xấu thậm tệ vô đó. Kiểu thế không? Rồi ok. Rồi, mình vẽ đẹp người ta chê mình xấu. Lúc mình vẽ xấu người ta bảo là chưa được xấu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh dìm của sao nha bạn nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Tôi đang không nhận ra rốt cuộc đây có phải là Sammy không ta? Kỳ. Đây là Sammy những năm 1990 nha anh em. Đây là Sammy bảo thịt. Trời ơi, bạn thấy vậy, mấy bạn nhìn nè. Mấy bạn kiểu chú mỏ nè. Đó, mấy bạn nhìn cái môi nè, trời ơi, cái môi. Năm nào á? Hả? Ở nhà cũ anh. Ảnh này mới chụp thôi à. Ok, thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh diện của Sam để coi mọi người vẽ nào nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mọi người đã vẽ tranh của Sammy như thế nào nha bạn nha. Bắt đầu thế nào, let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cho chị em tương tàn đi các bạn ạ. Chị em tương tàn đi các bạn, mình sẽ cho Camui trước nha bạn nha. Để coi Camui vẽ thế nào nè, ok. Nhờ 3, 2, 1, vô. Wow, đẹp vậy. Trời ơi, đẹp vậy. Trời ơi, chị ơi, chị vẽ gì quá, đẹp quá. Đây như ai đúng bao xóm nha. À, tính ra nhìn em không nhận ra Sam chị ạ. Em nhìn thấy giống chị Cano. em nhìn xem chị vẽ cả background nha, có hẳn background nha, các người có background không? Cũng có tâm đó. Có hẳn background kìa, chị vẽ hẳn
cái này công nhận là giống mẫu nè, nhưng mà mỗi tuổi là cộng thêm khoảng 20 tuổi. Ok thôi nha bạn nha, bây giờ đây là ảnh của Camu vẽ Sam nè, các bạn coi mấy bạn tính là mấy bạn chấm bao nhiêu điểm, các bạn chấm bên dưới cho Camu nha. Ok rồi, tiếp theo sẽ là Mr. Dịch đi. Đây mình đang hóng của Dịch rồi. Không biết Dịch vẽ cái là Dịch vẽ lần lần lắm. Ok chị quay nè, 3 2 1 mở. Cái gì vậy vậy? Giống Dịch này, giống Dịch nè, tấm này giống Dịch nè, được nè, tấm này được nè. Đúng rồi, nhìn nó chưa mở đó. Tấm này. Ê vậy mấy tấm này đẹp nè mọi người, vậy mấy tấm này đẹp nè. Nhưng mà thôi sao mà tấm của mình không được vót rồi. Công nhận là tấm này đẹp thật. Ok rồi. Rồi mấy bạn chấm cho tấm này Mr. Dịch vẽ Sammy như thế nào. Chết rồi. Để điểm ở bên dưới nha. Mình không okay. được vót rồi. Mình không dịch được vót rồi. Dịch vượt rồi. Nào rồi. Bây giờ sẽ tới lượt tranh của Phong nha các bạn nha. Ok chuẩn bị nè, 3, 2, 1 mở. Ủa sao, ủa sao anh không vẽ tóc vàng, không vẽ Dịch đi. Ê Phong ơi, tính là em vẽ cái bay dưới tính luôn. Mẹ thật là không. Ok, giờ thấy con trai rồi. Ủa, em thấy giống mà nè. Mấy bạn fan nhìn có giống không nha. Đây, ở trên đây là hình của Sam nè các bạn. Còn bên dưới nè, tranh mình vẽ. Trời ơi, y hệt luôn, khác chỗ nào đâu trời. Để kế bên nhau nè. Đó. Phong mà cứ khẳng định là cái tranh này giống mặt Sam là gu Phong mặn lắm luôn đó. Không, nhưng mà đẹp nha, dìm đẹp nha, đẹp thật. Đó, hay nói chung mà bây giờ mấy bạn chấm điểm cho mình là bao nhiêu điểm thì bạn hãy nhớ chấm bên dưới nha, chứ mình thấy là đẹp á các bạn ạ. À. Ok rồi, bây giờ nó được Sam nè. Để coi Sammy sẽ tự vẽ nhìn chính mình như thế nào đây. Ok, chuẩn bị nha. Mình sẽ đặt bên đây ra trước nè. Đặt bên đây ra trước. Rồi, chuẩn bị 3 2 1 vô. Cái gì vậy? Cái đạo luôn cái muối vậy. Sao mà cái miệng nó nhọn như vậy? Cái này là chu môi mà dài ra vậy, tôi không bị lỗ lên cho đẹp không đó. Nhìn giống con bạch tuộc á vậy. Ờ ha, nhìn giống cái con bạch tuộc mà. Ủa bạch tuộc á, tôi chẳng hơn đâu vậy. Không, nhớ con bạch tuộc trong Pokemon mà cái mỏ nó chu. Đúng rồi, nhìn giống con bạch tuộc ở trong Pokemon á, nhìn khá đẹp. Nhưng mà này nó mới cartoon nó mới hay chứ, thế này mới là tròn. Đó, tròn chứ, đúng không? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm nha bạn. Thì đối với những bạn fan thì ai là người vẽ đẹp nhất trong tấm hình này thì bạn hãy comment xuống bên dưới nha. Ok, rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến phần chấm điểm nè. Thì tất nhiên rồi, em nghĩ rằng là em sẽ chấm cho Dịch đi. Em mà em thấy Dịch đẹp nè, ok mình sẽ chấm cho Dịch một điểm. Chỗ nào? Okay. Rồi. Ừ. Anh thì xét về tính sáng tạo thì anh Trần với Phong nha, bởi vì Phong vẽ mà sao bay luôn dưới tính rồi. Yeah, cảm ơn Dịch. Rồi, tới lượt Mui á. Mui thì chị em hàng đầu nhá. Sáng tạo không phải chị hàng đầu sáng tạo. Nhầm. Nè Sam. Không có chơi kiểu chị em nha, chấm cho công bằng nha. Ủa, tôi thấy ai đẹp tôi chấm thấy ông này mắc cờ quá, ông mắc cờ quá. Rồi, chấm đi. Chấm đi. Tôi thấy là Mui làm da tôi đẹp, tôi sáng tôi chọn màu da Mui nữa. Chấm đi. Mấy bạn thấy không? Vô lý không? Mày thấy vô lý không? Cái này vẽ ánh dìm là vẽ phải xấu, chứ còn cái này chọn màu da đẹp này là chắc chắn là hội chị em mà không đồng với nhau. Em thấy cái này đẹp hả Phong? Không, em thấy này xấu. Đẹp thật á. Nhưng mà nhưng mà nó không xấu bằng mọi người, chị hiểu không? À, ok. Đâu. Rồi thôi, nói chung là bây giờ mình ghét Camui các bạn ơi, cho nên mình quyết định là mình không vẽ ảnh của Camui đẹp nữa, mình quyết định vẽ ảnh dìm luôn. À? Mình sẽ qua vẽ ảnh dìm luôn. Ok. Rồi. Okay. Không có gì á, vẽ ảnh dìm luôn. Ok, ảnh dìm của Camui 3 2 1 xuất hiện. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh của Camui nha các bạn. Oh my god, các bạn ơi, Camui ăn thịt mình rồi. Oh my god. Đây. Mui ơi đừng ăn Phong nhiều mỡ lắm đừng ăn. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính Phong là ảnh dìm của Camui. Rồi ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo để vẽ ra bức ảnh dìm của Camui nào. Let's go. Phong ơi, sao em gần động ghê vậy? Sao em gần động ghê vậy? Bởi vì em thích vẽ ảnh dìm chị hiểu không? Ok, bắt đầu nào, let's go. Vô luôn. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh cuối cùng nha các bạn nha. Và bức tranh cuối cùng mình coi bộ là hơi bị hay nè. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm nha mọi người. Thì để mình xem coi ai sẽ là người vẽ ảnh dìm cả Mui đẹp nhất đây. Đấy. Rồi, thì người đầu tiên thì mình sẽ chọn là Mr. Dịch nha. Ok, rồi Mr. Dịch nè. Ok, hợp lý. Hợp lý. Anh có tin là thân. Anh sẽ vẽ đẹp không? Tất nhiên là anh sẽ vẽ đẹp rồi. Lúc nào anh cũng cố gắng hết mình là phải vẽ giống như hình luôn á. Ok rồi, đi cùng nhau xem coi Dịch vẽ giống hình đâu nha. Chuẩn bị nè, đặt cái này đi, đặt cái này đi. Đâu, tay thử tay. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1 đây, đây, đây. Gì vậy cái đó? Đây là quái vật rồi. Đây, chuẩn bị trời ơi,
đời quay nhật hình xanh. Vẽ cả background nè, Phong Phong ông nhìn nè, anh vẽ background nè, vẽ cả bình nước mui cầm nè, vẽ đúng màu mắt kính nè, đặc biệt em biết rồi, bức tranh này có gì đặc biệt không? Anh vẽ thêm cả cái nọc. À, vẽ thêm cái nọc nhưng luôn. Nhưng mà anh biết gì không? Răng mình nó cũng, thật ra răng mình nó cũng mặc dù nó không quá đẹp nhưng mà ít nhất nó cũng đều tăm tắp, mà tại sao bạn cho mình như kiểu răng sún vậy? Thì mình vẽ này thì nó mình nhìn rõ cái răng. Ok. Nên nói chung là bây giờ là tranh của Dịch là như này nè, mấy bạn fan chấm điểm nha, coi tranh Dịch có đẹp nha bạn. Ok. Như Dịch có nghĩa trời. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với người tiếp theo là chị em của Camui này đó, Sammy nha các bạn nha. Ok, để coi Sammy vẽ nào nè. Đập cái này đi, đập cái này đi. Chị em tốt. Hey. Cái này là mới rõ cái đồng này không? Dịch vẽ được chưa đủ nào không? Dịch. Anh biết em nhìn em nghĩ đến cái gì không? Cái gì? Em nghĩ đến cá mặt quỷ. Ý vậy Phong? Cá mặt quỷ cái gì? Siêu nhìn lắm. Phong là mặt chị là cá mặt quỷ. Ý em này đây. Nó hơi đúng á. Cũng giống anh ha. Nhìn đẹp mà xuống rất là đẹp. Nhưng mà công nhận là đẹp. Đấy bạn nhìn nè, hai bức mà y hợp nhau luôn đó. Này chắc luôn á, đây quá là y đẹp này luôn. Đó, okay. Răng đều tăm tắp nha môi. Cũng như bên kia. Ok, mười được, 10 điểm. Rồi ok, rồi người tiếp theo sẽ là Phong Cận. Ok, rồi Mui chuẩn bị coi bức tranh của em nè. Nào, xem nè. Vô luôn, tên nè. Ngầu chưa. Cái này giống như kiểu bắn đạn chung bắn đạn mafia mày. Đúng rồi, biến thành mafia. Nhưng mà dành là dành là em cũng vẽ nguyên cái nọng mà anh thấy không? Đó, đầu tư không? Đó. Đúng rồi, mày vẽ nọng chứ. Các bạn nhìn nè, y hệt nhau luôn. Mấy bạn fan chấm điểm đi, đúng rồi, giống nhau luôn các bạn. Tổng này nhìn chất chơi, người dơi quá. Thôi bị chất luôn, ok rồi. Tới lượt tắm tiếp theo là tắm của Camui nha, ok. Camui vẽ sao mình đặc biệt nè. Hey. Ủa? Bả cũng tự vẽ cái nọng rồi. Bả cũng tự vẽ cái nọng. Người ta có nọng người ta vẽ. Đúng là một người sống chân thật các bạn ạ. Ok. Rồi thì mấy bạn chấm điểm cho bức tranh của Camui bao nhiêu điểm thì nhớ chấm nha bạn nha. Rồi bây giờ tới lượt phần chấm điểm nè. Anh em chuẩn bị chấm điểm nè. Riêng chấm em điểm ơi, chấm điểm cái tiêu chí đẹp với xấu hết. Xấu chứ anh. Xấu càng đẹp không, càng không. Xấu càng nhiều điểm. Nhưng mà cái xấu ở đây là anh biết là gì không? Cái xấu ở đây là vẽ nó giống thật và nó giống như người ngoài đời thật, nhưng mà nó xấu hơi Phong... kiểu mim hiểu không? Chứ không phải là xấu quá Phong, không? Phong đang cố kéo lại vote cho mình đấy. Phong đang cố đúng kéo rồi. Vote cho mình á. Ờ vậy hả? Ok, em lần này thì em nghĩ là Dịch đi. Em phải vote cho Dịch tại vì em thấy Dịch đẹp. Ok. Vote Dịch. Rồi. Dịch lên. Tới lượt Dịch luôn. Tới lượt Dịch anh. Nói chung là bước nào cũng có cái riêng á. Rồi chọn nhanh lên. Chọn cái đấy. Tôi thấy người ta đang ngắm kia. Nhưng mà nói chung là mình phải tìm ra một yếu tố đúng không? Yếu tố quyết định phải không? Đây, ví dụ đây là bức của Camui nè. Đó, bức ảnh thì nhìn trông gọi là giả trân. Bức này thì gọi là gì ta? Bức này trông gọi là lộ ra cái nọng nè. Đó, mập ú tù lù. Còn bức này là mafia thì bình thường là Mui là gọi là gì ta? Ở chung cư là Mui tỏ ra cute rồi ta. Ê tốt, ê tốt. Mình sẽ vote cho mafia nha anh em. Đấy, đấy mới là bản chất anh em. Cảm ơn Dạ. Okay, đó lực sao má Sam. Rồi trong 3 tấm này thật sự là mình thích tấm của Phong thật. Yeah, mình được chọn hết luôn, đã quá. Thì vì đâu vì biết là gì không? Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ bạn nghĩ bạn có phải ăn kẹo không? Nếu mà mình không phải ăn kẹo, nếu như bạn vote cho mình, còn nếu bạn không vote cho mình thì mình phải ăn kẹo. Đúng rồi, cái này là bạn à, chúng ta là bạn tốt đúng không? Tất nhiên mình đâu thể làm mà mình ăn độc đẩy cho bạn phải ăn kẹo đúng không? Thì đúng thay vì ăn 1 viên, bạn sẽ phải ăn 10 viên. Yeah, tôi biết đúng không? Yeah, trời ơi, mình được vót hết luôn bạn ơi, đỉnh quá. Yeah, ok. Và chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại những bức tranh của mọi người. Thì mình sẽ để ở trên màn hình nè, đây là tất cả tranh mọi người vẽ nè. Đó, mình sẽ để trên màn hình cho bạn thấy. Đấy, ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm. Thì như anh em đang nhìn cái cột sau lưng mình thì tất nhiên rồi, mấy bạn biết ai cũng phải là người ăn kẹo thúi rồi đúng không các bạn? Thôi, xin gì buồn. Ok, rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn ăn kẹo thúi của Mr. Dịch nha. Và các bạn thấy ai là người vẽ đẹp nhất thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha các bạn. Ok, qua bên màn ăn kẹo thúi nào, let's go. Let's go, đi ăn kẹo thúi, con qua mọi người. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn ăn kẹo thúi của anh Dịch nha các bạn. Cuộc đời mà các bạn coi, đôi khi không bằng người khác thì phải chấp nhận thôi. Mà cái mức trung bình này dễ bị vậy á. Các bạn biết không? Các bạn nhìn kia, đây là bồ, đây là bồ của bên này. Đấy, chắc chắn là không dính rồi. Ông này là chủ video, chắc chắn là càng không dính. Mà đây là phụ nữ, ông này ông không thể độc ác được nên là. Bạn nên chỉ có tôi thôi nghe. Cái kết kẻ xấu thì anh chịu. Cái kết của video này nó được ấn định ngay từ đầu anh em hiểu không? Các bạn thấy ông đang một người đang giết hả?
đây này, đây không, theo anh em phải tin tôi hiểu không? Nhìn mặt tôi chân thật anh em hiểu không? Đó thôi rồi, bia làm việc đi. Không nói nhỏ anh ơi, dễ xấu thì chịu. Không sao cả, không sao cả. Dạ anh hỏi vậy anh chẳng thua, ok. Ừ, thôi anh em ạ, đấy anh em với nhau ấy, tôi hứa với bạn là tôi sẽ không bao giờ vuốt Hồng Phong nữa. Ok bạn ạ, thì ở đây mình đã chuẩn bị nguyên một cái lọ kẹo thúi luôn, hơi bị nhiều nha. Đấy. Giờ đây anh hửi thử. Mùi đấy. Thơm mà, mùi sô-cô-la. Thơm hả? Em thử miếng không? Không. Thơm quá à. Cái mùi gì mà kêu thơm. Thì chịu mùi luôn bạn, ok. Mùi. Nhưng mà vậy nè, bây giờ á, bởi vì em biết rằng là ăn 10 viên sẽ rất là khổ. Cho nên thôi, cho dịch ăn bao nhiêu viên? 10, 5 viên đi ha. 5 viên chết rồi, thà 3 viên thôi, 3 viên xác suất là... 3 viên hả? Vậy 3 viên ha, ha. 3 viên thì... Ok, 3 viên nha bạn, chứ 10 viên này dịch chắc dịch ngất luôn. Đúng rồi, viên rồi, lợi okay, viên rồi, lợi bây giờ thì mình sẽ lấy viên đầu tiên nha bạn nha. Mỗi người 1 viên. Mỗi người 1 viên mà, đây bây giờ nè. Ok bạn, để mình lấy kẹo thúi thì mình chỉ cần kéo cái này lên nè, sau đó mình thả nó xuống thì nó sẽ ra cái viên kẹo thúi ở trong đây. Giờ để coi dịch sẽ trúng viên nào nha. Ok, kéo lên nè, thả xuống nè. Bạn mất 2 viên kìa. Không sao. Coi như là 1 viên ở đây là còn lại là... Còn 1 viên ở đây các bạn ạ, à. Ok. Viên này thì đọc đi, đọc viên lâu. Này là nó là cái màu này nó hơi kỳ các bạn, màu này là hơi lạ nè. Màu này sẽ là có vị bồ nôn. Từ từ từ, để xíu, đây. Từ từ, dịch cho camera, dịch cho camera. Cái viên nó có màu nâu nâu nha các bạn nghe, Sam đọc. Tôi gửi cái mùi nó là rất là giống cái mùi ở trong lọ anh em ạ. Vị này sẽ là vị cá chết hoặc là... Strawberry banana, có nghĩa là những kiểu là gì tê dâu chuối, dâu chuối đó. Ồ, vị một là dâu chuối, hai là cá chết. Vị cá chết cho dịch nha, ok. Dịch cho mình nha. Rồi, tới lượt Mui nè, Mui dùng thử đi. Cái giờ là lấy hả? Đúng rồi, kéo nó lên. Ờ, kéo lên, xin thả xuống. Rồi. Ra, ok. Yeah. Rồi, nó ra một lúc 3 viên luôn. Rồi, chị chọn vị nào? Cái nào được đó? Vịt muốn thơm màu vàng, nhưng mà tất cả đều màu, đây màu vàng tươi này. Vàng tươi. Rồi, ok. Ui. Màu đen này nhìn ác không chị? Em nghĩ màu đen đi. Cái này nó dễ lắm. Màu đen tại cái này nó có vị gì đó, cái răng thôi bạn, dễ lắm. Ok. Rồi, biết rồi, biết sẵn. Ôi, thúi quá. Màu nâu nè. Rồi bây giờ viên của mình, viên màu viên này là có vị tình anh em nha anh em. Hay là chuối đây. Nhai đi anh, nhai đi. Cá chết hả? Hay ui thường hả? Ngon. Ngon quá. Tức quá. Chuối mà dâu, chuối dâu. Dâu chuối. Ô, ngon quá em ơi. Há miệng ra. Từ từ. Há miệng ra. Bên này là có vị tình bạn nha anh em. Tình bạn của mình là mùi là mất tiền nha anh em. Dở đúng không? Dở đi thôi, dở. Ơ cái vị là vị gì ạ? Bắp. Bắp hoặc là gì đó. Ủa? Dở thổi. Thực ra là nó bị trứng thối anh em ạ. Ban đầu thì nó ngon. Xong lúc thì... Trời ơi, nhậu được một thuốc không hả? Quá! Quá! Thực ra là... Vị có mùi tình bạn anh em ạ, thối quá rồi. Thôi, thôi, đừng có mùi đây nè. Đây, bình tĩnh. Con nước không? Cần nước. Anh ổn mà. Wow, ok rồi, vị tiếp theo. Vị này là vị tình anh em. Đây, vị này vị đen nhất nè. Nó thú nó bắn luôn á. Đây là kéo luôn á. Cái này nó kinh khủng nhất, tại vì em với bạn cái màu này màu nhóc. Thôi à. Cái này nó kinh khủng nhất, không biết là vì gì. Cái này nhả đi anh, cái này ăn được đâu. Để dịch ăn, để dịch ăn. Ác kìa. Cái này ăn được đâu, ghê lắm. Ăn đi dịch, ngâu đi dịch. Một lần vui, hai lần buồn. Đây là chú vịt dãy chết nha mọi người. Dịch đây. Có lẽ là trong kìa. Dịch đây, anh sao vậy? Dịch. Giờ sao chị? Giờ sao? Giờ sao anh em? Giờ làm gì? Ủa, một lần nha. Ôi, cái mùi ghê thiệt luôn á. Ghê nhất mà. Gì á? Lần sau đừng có bạn nào cho hình phạt ác quá nha các bạn, ác quá. Hả gì? Thử đi. Cắn cá. Ok. Mày quá, cắn rồi. Ok bạn ạ, coi như mình sẽ kết thúc. Ok bạn, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video từ đây. Và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye. Sợ quá. Thương dịch quá.
em cảm cái vị con vịt nó đúng ghê luôn á. Nó nâu là cái gì á? Hình như là vịt ngất luôn rồi các bạn ơi. Đáng sợ nha. Em thấy vịt hơi bị sợ luôn á.